con này chị cũng không có được, có duyên từ kiếp trước mới gặp được. Anh sống về giàu tình cảm lắm, anh biết quan tâm đến người khác. Cháu nó lại không được hòa não như mọi đứa trẻ khác, mà cháu nó là bị sinh ra bại não. Thì nói chung là bố mẹ rồi nói chung cũng hết sức là coi như là đem cháu đi để mà chữa bệnh cho cháu nó có nên người không. Bà nội nhớ bà thiệt ơi, anh có biết nói lòng anh thương bao ngày qua, tuy rằng xa anh để trong lòng.